Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 3 ngày 21 tháng 5 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng kết 10 năm cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh họp bàn công tác chuẩn bị triển khai tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Hoàn thành thi công kè Đức Hợp và Phú Cường đảm bảo chống lũ mùa mưa bão. Hàng trăm người dân ở xã Đông Kết điêu đứng vì chủ nợ gom hàng chục tỷ đồng vắng mặt tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động 2009-2019. Tới dự có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đại diện lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh. 10 năm qua, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện đã đi vào chiều sâu, tạo được sự quan tâm đồng thuận của người dân. Sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp tham gia có sức lan tỏa mạnh mẽ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức 150 hội nghị tuyên truyền, 81 chương trình hội chợ xúc tiến thương mại, chợ xuân, thu hút trên 300 lượt doanh nghiệp tham gia các hội chợ, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham dự mua bán, trao đổi hàng hóa với doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng. Các sản phẩm như nhãn lồng Hưng Yên, vải lai Phù Cừ, cam, bưởi, v.v. đã tiếp cận và đáp ứng được cho các chuỗi siêu thị để cung ứng sản phẩm. Cùng với đó, nhiều loại sản phẩm dệt may, thiết bị máy móc, thực phẩm sạch, dược liệu, hóa mỹ phẩm, thiết bị giáo dục, giày dép, nhựa gia dụng, nước giải khát, đồ điện, điện tử, điện lạnh, các sản phẩm làng nghề truyền thống thông qua các hội chợ cũng đã được quảng bá tới người tiêu dùng và xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi là đều được chiết xuất từ thảo dược, sản phẩm là rất an toàn cho sức khỏe và không có phản ứng phụ. Cho đến nay thì công ty đã gần 30 sản phẩm rồi, nhưng thực tế mà đưa sang Nhật thì chỉ có 8 sản phẩm thôi. Tức là họ chọn sắp tới là sẽ đưa được sang Phần Lan, vì Phần Lan cũng sang yêu cầu là cho độc quyền châu Âu, hoặc là Trung Quốc thì đòi cho là độc quyền Trung Quốc, thì hiện nay chúng tôi phải chọn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả của cuộc vận động đã đạt được trong 10 năm qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, các thành viên Ban chỉ đạo người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh phải tích cực phát huy vai trò gương mẫu, gắn hoạt động của cơ quan đơn vị trong việc thực hiện cuộc vận động, các ban, sở, ngành và địa phương theo chức năng nhiệm vụ tích cực hưởng ứng cuộc vận động bằng những hành động và công việc cụ thể, thiết thực. Tổ chức tốt các hội chợ thương mại và đưa hàng về nông thôn. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh. Để thực hiện thắng lợi cuộc vận động thì tôi đề nghị các cấp các ngành phải tập trung thực hiện mấy cái việc như này. Nội dung thứ nhất là cấp ủy chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt sâu sắc 4 nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản của cuộc vận động theo nội dung thông báo kết luận 264 của Bộ Chính trị về tổ chức thực hiện cuộc vận động và chương trình hành động số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động và nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan tổ chức đoàn thể trong việc hưởng ứng thực hiện cuộc vận động. Và đây nó là phải cuộc vận động không phải là trước mắt mà phải là lâu dài liên tục. Thì Tỉnh ủy vừa rồi vừa phát động một cái cuộc vận động người dân của tỉnh góp phần vào cái tiêu thụ thịt lợn sạch ở trong tỉnh để góp phần cho các cái trang trại, các doanh nghiệp, các cái tư trại chăn nuôi lợn để phát huy được tiếp tục để phát triển. Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp nhận thức vai trò trách nhiệm của mình để tập trung nâng cao chất lượng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa với mục tiêu là hàng Việt Nam phải chinh phục được người Việt Nam. Ngoài vấn đề chúng ta đi tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân nhỏ thì bản thân chúng ta phải nói như tức là phải gương mẫu đấy. Trong thời gian tới, tôi đề nghị và mong rằng mỗi người dân của chúng ta, mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, mỗi doanh nghiệp hãy tích cực hưởng ứng cuộc vận động nhằm góp phần phát huy cao độ, phát huy nội lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh đã xác định. Tại hội nghị đã có 4 tập thể và 5 cá nhân được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2009-2019. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo cuộc vận động đã tiếp tục phát động phong trào hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và trưng bày các sản phẩm. Sáng nay, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đã tổ chức hội nghị họp bàn công tác chuẩn bị triển khai tổ chức kỳ thi năm 2019. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, Hưng Yên có hơn 12.400 thí sinh đăng ký dự thi tại 28 điểm thi. Năm nay, 3 trường, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh và Cao đẳng Sư phạm Thái Bình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi. Trong đó, trường Đại học Giao thông Vận tải chủ trì chấm thi và phúc khảo bài thi trắc nghiệm. Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị, trường học liên quan thống nhất nguồn nhân lực có phẩm chất, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, quy chế thi đến tất cả các thành viên, đơn vị tham gia phục vụ kỳ thi, đồng thời tổng hợp các ý kiến, tham mưu ban chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra, đặc biệt ở khâu bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thuộc ban chỉ đạo cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, đặc biệt là điện lực, y tế, công an, quân đội. Đồng thời, đề nghị các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những điểm mới của kỳ thi, những thông tin trước, trong và sau kỳ thi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật giáo dục sửa đổi. Nhiều ý kiến thảo luận xoay quanh vấn đề có nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chỉ thực hiện kỳ thi tuyển sinh vào cao đẳng đại học. Đại biểu cho rằng kỳ thi 2 trong 1 thời gian qua rất được dư luận quan tâm. Bên cạnh xảy ra một số tiêu cực thì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp rất cao, có địa phương đạt 99%. Đồng tình vẫn quy định thi trung học phổ thông, nhưng đại biểu đề nghị dự thảo luật cần có quản giao chính phủ nghiên cứu để sau này tùy thực tế mà có thể bỏ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chỉ cấp bằng trung học phổ thông với những điều kiện cụ thể, tổ chức thi tuyển sinh đại học như trước kia để tuyển học sinh có năng lực khá giỏi tham gia. Về vấn đề sách giáo khoa, đại biểu đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ sách giáo khoa phải được sử dụng ổn định lâu dài, không thể sử dụng mỗi năm rồi lại thay sách khác gây bất hợp lý. Sách giáo khoa phải được công bố có thời hạn trước khi năm học mới diễn ra để học sinh chủ động, không gây thiếu sách cục bộ như thời gian qua. Buổi chiều, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiền, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án luật kiến trúc. Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về việc bảo tồn phát huy giá trị công trình kiến trúc chưa được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa. Hiện nay đang tồn tại nhiều công trình kiến trúc có giá trị, có ý nghĩa về kiến trúc lịch sử, văn hóa, nhưng chưa được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Vì thế, không ít công trình này đã và đang xuống cấp và bị xâm hại, việc tu bổ phục hồi chưa phù hợp. Về quy định chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, đại biểu đồng tình với dự thảo luật quy định rõ 3 đối tượng bắt buộc có chứng chỉ hành nghề, bao gồm kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế kiến trúc và cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại huyện Văn Lâm, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm tổ chức buổi họp bàn việc thống nhất các giải pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại hai làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, thị trấn Nhu Quỳnh và tái chế trì Đông Mai, xã Chỉ Đạo. Hiện nay, việc hoàn thành tiêu chí về môi trường để hoàn thành nhiệm vụ về đích huyện nông thôn mới ở huyện Văn Lâm đang gặp khó khăn bởi trên địa bàn huyện có hai làng nghề nói trên nằm trong danh sách gây ô nhiễm và chưa xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quyết định số 64 ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ. Tại cuộc họp bàn, đại đa số các đại biểu cho rằng để xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại hai làng nghề Đông Mai và làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, trách nhiệm chính thuộc về các cấp chính quyền địa phương nơi đây. Thời gian tới, bên cạnh sự hỗ trợ của Tổng cục Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về công nghệ, phương án kỹ thuật xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực làng nghề, huyện Văn Lâm cần xây dựng đề án, lộ trình triển khai cụ thể để xử lý môi trường tại hai làng nghề. Cần kiên quyết xử lý triệt để đến từng hộ, từng đơn vị vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong làng nghề, đồng thời tiếp tục xử lý nghiêm tình trạng vận chuyển rác thải từ các nơi khác về để tái chế, trong đó chủ yếu là tình trạng vận chuyển rác thải nhựa và bình ắc quy hỏng. Đến nay, công trình kè xã Đức Hợp, huyện Kim Động và xã Phú Hùng Cường, thành phố Hưng Yên đã thi công xong, đảm bảo chống lũ trong mùa mưa bão năm nay. Trong đó, kè thôn Phú Mỹ, xã Đức Hợp do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lớn từ năm 2017 gây sạt lở bờ sông thôn Phú Mỹ. Năm 2018 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư xây dựng 265 mét kè. Kè Phú Hùng Cường năm 2017 do ảnh hưởng đợt mưa lũ lớn xuất hiện 6 cung sạt có chiều dài khoảng 500 mét đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp kinh phí đầu tư tu sửa hoàn thành. Các công trình kè này đều được thiết kế thả đá rồng, thép hộ chân, đá tạo mái. Hiện nay các tuyến kè này đều phát huy hiệu quả bảo vệ bãi sông và ổn định dòng chảy. Tuy vậy, tháng 9 năm 2018, tại khu vực kè Phú Hùng Cường vẫn tiếp tục xuất hiện sạt lở đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp kinh phí để xử lý và thi công xong trong năm 2019. Tháng 10 năm 2018, huyện Phù Cừ, nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là hơn 50 tỷ đồng. Tới hết tháng 4 năm 2014, số nợ này chỉ còn hơn 16 tỷ đồng. Kết quả này có được là do thời gian qua, các địa phương đã sử dụng số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất để phục vụ thanh toán tiền nợ đọng xây dựng cơ bản, góp phần giảm mạnh khối lượng nợ đọng. Tiêu biểu như xã Tiên Tiến, vốn là xã có số nợ cao nhất huyện với hơn 10 tỷ đồng, đến nay đã trả hết. Hiện số tiền còn nợ đọng đều thuộc 8 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, cụ thể là Tống Phan, Minh Tân, Đoàn Đào, Tống Trân, Phan Sào Nam, Nguyên Hòa, Minh Hoàng, Đình Cao. Trong đó, cao nhất là xã Tống Phan, còn nợ hơn 5,6 tỷ đồng. Các xã nợ đọng khi thực hiện tiêu chí về giao thông, trường học và cơ sở vật chất văn hóa, những tiêu chí này đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, trong khi đó khả năng huy động nguồn xã hội hóa của địa phương rất hạn chế. Thực hiện nghị quyết số 206 ban hành ngày 27 tháng 3 vừa qua của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường phố của thị xã Mỹ Hào, đến nay công tác này đã cơ bản hoàn thành. Thị xã Mỹ Hào có 24 tuyến đường và 3 phố, các đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2019. Theo đó, những tuyến đường lớn gồm có đường Nguyễn Văn Linh được lấy toàn bộ phần đường quốc lộ 5A đi qua địa bàn thị xã, đường Lê Quang Hòa đi từ xã Dương Quang đến phường Minh Đức, đường Phạm Ngũ Lão đi từ xã Hưng Long đến phường Phùng Chí Kiên. Đường Nguyễn Bình có điểm đầu là ngã tư Bao Bì đi khu dân cư Long Đẳng thuộc phường Phùng Chí Kiên, vân vân. 3 khu phố gồm phố Bần, phố Nối và phố Thứa. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh ta đã xảy ra rất nhiều vụ vỡ nợ gây bất ổn về tình hình an ninh trật tự tại các địa phương. Khi hệ lụy chưa giải quyết xong thì những ngày gần đây, hàng trăm hộ dân tại xã Đông Kết, huyện Khoái Châu đã lâm vào cảnh khuynh gia bại sản vì chủ nợ vắng mặt tại địa phương. Sự việc đang gây chấn động tại xã Đông Kết. Nhiều người dân bỗng dưng mất trắng số tiền sau bao năm tích góp. Người nhiều thì gần 3 tỷ đồng, người ít thì hàng trăm triệu đồng. Bán hoa quả nhỏ lẻ với đồng vốn ít ỏi từ năm 2017, nghe theo lời bà La, bà Tuyến ở xóm 23 xã Đông Kết đã huy động tiền từ bố mẹ đẻ, các anh chị em trong họ, có tiền là cho bà La vay, mở rộng thị trường buôn bán. Sau 3 năm huy động vốn cho bà La, đến nay tiền vốn chẳng thấy đâu, mà bà Tuyến chỉ thấy tai họa rước vào người. Chung cho vay đi vay lại là nhiều lần, đến khi cộng sổ sợ nhầm lẫn thì đến hôm 20 tháng 1 năm 2018 là bắt đầu bắt cố thanh toán, bắt cố ghi chốt sổ thì là thành 2 tỷ 850. Từ của bố mẹ anh chị em người nhà gửi về cho để xây nhà cho mẹ và vay các bác hàng xóm láng giềng. Thì bây giờ cũng vẫn cầm của các bác hàng xóm láng giềng tại vì cô ấy bảo là vay hộ cô ấy. Và bây giờ gọi điện thì có nghĩa cô chỉ để chuông thôi, cô không nghe máy. Chưa chính thức tuyên bố vỡ nợ, song hai căn nhà của bà La ở xóm 23 xã Đông Kết vốn hàng ngày tấp nập người ra vào thì nay đã cửa đóng then cài. Bên ngoài, hàng chục người ngày đêm chờ đợi để mong gặp được chủ nợ đòi tiền. Theo nhiều người dân cho biết, họ bị lừa nhiều tiền và trong một thời gian dài là do thời gian đầu bà La làm ăn rất sòng phẳng và tạo được niềm tin cho mọi người. Theo thống kê sơ bộ, toàn xã Đông Kết hiện có khoảng 100 người cho bà La vay vốn với số tiền lên tới gần 50 tỷ đồng. Chị cho chị La vay là 400 triệu. Nhưng mà lên đòi bao nhiêu lần chị cứ toàn khất lượt, chị bảo là đợi chị bán nhà xong chị giả, nhưng mà từ đến lúc chị ở nhà là gọi điện chị không nghe máy. Cả ngày chị không nghe nhắn tin, chị không trả lời. Các cái mạng Facebook, Zalo là chị chặn hết. Đồ đạc trong nhà chị bán, chị tẩu tán trong đêm không ai biết đâu cả. Còn đâu nhà này chị cũng bán kiểu gì thì không biết. Cách đây khoảng độ 3 tháng đến 4 tháng là tôi gọi điện là chị chặn số. Chị bỏ trốn được gần 2 tháng nay rồi. Đêm đòi thì cô bảo như là em sẽ làm sổ đỏ, em bán nhà rồi em gửi anh chị. Xong rồi thì là bây giờ cô ấy bỏ cô trốn thì bây giờ chúng tôi không biết làm thế nào. Cô ấy vay cả cái xã này mà tất cả khu vực này nhiều lắm. Trước sự việc trên, người dân đã phản ánh đến cơ quan chức năng từ gần 2 tháng trước. Nhưng đến nay, cơ quan chức năng mới có động thái vào cuộc xác minh. Người dân cho rằng trong khoảng thời gian đó, gia đình bà Đỗ Thị La đã tẩu tán hết tài sản. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội vớt vát phần nào số tiền đã mất của người cho vay cũng tiêu tan. Sau khi cái nắm bắt được cái tình hình liên quan đến việc bà Na thông qua một số dư luận và công dân có cái việc vay nợ thì chúng tôi cũng đã chuyển cơ quan điều tra công an huyện Hoài Châu để giúp đỡ làm rõ việc xử lý theo quy định pháp luật. Đây không phải là lần đầu tiên việc vỡ nợ này xảy ra trên địa bàn xã Đông Kết. Dù đã được cảnh báo nhưng do nhẹ dạ cả tin, nhiều người dân vẫn lâm vào cảnh tay trắng. Tháng 1 năm 2019 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng, bắt giữ 19 đối tượng. Quá trình điều tra mở rộng vụ án trên, ngày 17 tháng 5 năm 2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng. Trong đó, có hai anh em Phạm Công Bằng, sinh năm 1990, và Phạm Công Biên, sinh năm 1988, cùng Đào Viết Lâm, sinh năm 1999, đều ở xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Trần Đức Hiển, sinh năm 1992, ở xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, về hành vi tổ chức đánh bạc. Vật chứng thu giữ gồm 15 chiếc điện thoại di động, 3 máy tính để bàn, 1 máy tính xách tay, một lượng lớn tiền mặt và nhiều thẻ ngân hàng. Kết quả điều tra bước đầu xác định tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là trên 2.000 tỷ đồng và liên quan đến 113 đại lý của đường dây đánh bạc này trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Được biết Bằng là đối tượng cầm đầu trong đường dây, các đối tượng đã thuê nhà ở đường Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình để điều hành đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên phạm vi cả nước. Thủ đoạn của các đối tượng là mở tài khoản làm đại lý cấp 2 cho các trang web đánh bạc trực tuyến. Các con bạc dùng tiền thật để quy đổi tiền ảo tham gia đánh bạc. Khi chơi xong, các con bạc sẽ được các đối tượng quy đổi tiền ảo thành tiền thật. Hiện vụ án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng. Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao thưởng cho công nhân lao động tiêu biểu tại các công ty. Đoàn đã trao thưởng 35 suất quà có tổng trị giá là trên 26 triệu đồng cho các công nhân lao động tiêu biểu ở một số doanh nghiệp, qua đó giúp khích lệ người lao động tiếp tục nâng cao tay nghề, phát huy tinh thần hăng say trong lao động sản xuất, yên tâm và gắn bó lâu dài với công ty. Theo kế hoạch, trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ trao tặng 210 suất quà cho các công nhân tiêu biểu tại 13 doanh nghiệp của 8 liên đoàn lao động huyện, thị xã, công đoàn ngành. Mới đây, tại Trường Trung học Cơ sở Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phù Cừ tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho 215 học sinh của Trường Trung học Cơ sở Phan Sào Nam. Tham gia chương trình, các em học sinh được các cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh hướng dẫn các kỹ năng cơ bản phòng chống đuối nước, các bước sơ cứu người bị tai nạn đuối nước. Qua buổi tập huấn góp phần thực hiện hiệu quả việc xây dựng mô hình trường học an toàn. Cũng trong buổi tập huấn, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh còn phối hợp với các y bác sĩ của trạm y tế xã Phan Sào Nam khám bệnh miễn phí về tai mũi họng mắt, tư vấn cách chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh trong mùa nắng nóng và trao tặng các phần quà gồm thuốc vở cho các em học sinh với tổng trị giá là trên 32 triệu đồng. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ phát động học sinh bơi, ngày hội xuống nước của học sinh và giải bơi học sinh năm 2019. Lễ phát động học bơi năm nay nhằm khuyến khích học sinh trong toàn tỉnh tham gia học bơi để biết bơi và được trang bị các kỹ năng phòng chống đuối nước, qua đó giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn đuối nước. Ngay sau lễ phát động, 259 học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đến từ 29 trường trong tỉnh đã tham gia giải bơi học sinh tỉnh Hưng Yên năm 2019. Giải thi đấu hai nội dung bơi tự do và bơi ếch nam nữ, chọn những học sinh có thành tích bơi tốt nhất để trao giải nhất, nhì, ba. Học sinh tiểu học bơi cự ly 25 m, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông bơi cự ly 50 m. Giải diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 4. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.